công viên trung tâm huyện Bình Chánh anh chị khách hàng nhé. Thì bây giờ Giang sẽ chạy rảo một vòng công viên của chúng ta. Công viên thiết kế cực kỳ là đẹp và thoáng mát luôn anh chị khách hàng ơi. Buổi trưa này mà dạo công viên thật là tuyệt vời nha chị khách hàng nhé. Công viên này thiết kế một cái mảng cây xanh như này rất là trong lành nè. Bây giờ mà tìm một cái dự án mà sở hữu cái công viên hiện hữu này thì cực kỳ là khó luôn. Nhưng mà với dự án Westgate anh chị khách hàng có thể sở hữu ngay cái công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh lên tới 2 hecta hiện hữu luôn ha. Và công viên này là công viên mỗi năm là sẽ tổ chức lễ hội hoa xuân tại đây. Nó cũng giống như công viên của Nguyễn Huệ của quận nhất vậy anh chị khách hàng ạ. Cực kỳ là mát luôn nè. Bây giờ mình sẽ dạo quanh một vòng dự án Westgate chị khách hàng nhé. Giờ mình quay lại, mình dạo quanh thôi. Phải đi theo thuận tay phải nha, nó dễ hơn. Thì dự án Westgate của chúng ta là sở hữu 5 mặt tiền đường anh chị khách hàng nhé. Nó hơi lạ đúng không ạ? Thì từ ở trên mà nhìn xuống á, thì nó thiết kế theo 5 mặt tiền đường. Cái hình bo cong này nè, là một con đường ha. Rồi bên tay phải của Giang đây là một con đường nữa nè. Con đường này thì đối diện cái mặt của nó là mặt của bệnh viện huyện Bình Chánh. Rồi chúng ta sẽ di chuyển vào đường số 1 ha. Đây đường số 1 đi. Và anh chị thấy không ạ? Tiến độ công trình cực kỳ là hấp dẫn luôn. Đây rất là nhanh ha, hầm móng là gần như là gần xong rồi. Xong hết trơn rồi. Rồi. Đó, bảng hiệu của công trình là Rifong ha. Ngoài cái công viên nội khu 2 hectare thì dự án Westgate cũng sở hữu luôn công viên ngoài cái công viên ngoại khu 2 hectare. Nói ngoại khu chứ nó cũng là sát bên luôn á, giống như nội khu vậy. Bên cạnh đó mình sẽ có một công viên nội khu riêng. Nó nằm ở trong, gọi là trong không gian khép kín là 1.9 hectare. Thì giữa công viên nội khu của dự án Westgate cộng với công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh hiện hữu là tổng diện tích lên đến 3.9 hectare chị khách hàng nhé. Rồi chưa hết nha. Chưa hết anh chị khách hàng nha, bây giờ mình sẽ di chuyển một mặt nữa. Mình đang ở mặt thứ tư nè. Cái mặt thứ năm của dự án Westgate của chúng ta đó là mặt đường Tân Túc anh chị khách hàng nhé. Và mặt đường Tân Túc là mặt đường đường hoa đó. Đường hoa của huyện Bình Chánh nè. Đây là mặt đường Tân Túc nè. Đây là mặt đường Tân Túc đây.